chào quý khán thính giả chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online phát hình thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi, Vũ Hà và chủ bút Nguyễn Hồng Anh. Xin chào quý vị. Chào anh. Chào Vũ Hà và chào quý vị. À, như thường lệ mở đầu mời quý vị theo dõi thời sự Việt Nam. À, về Việt Nam, các anh bảo tàng quân đội của của cộng sản Việt Nam đó anh vừa mới mở đó anh nghĩ như thế nào về cái cái bảo tàng này anh à, thưa bộ Hà và thư quý khán giả của thiếu viên thường sang ở Việt Nam thì à, Bộ Quốc phòng à, trong bốn năm vừa qua tức là năm hai từ 2019 thì họ đã có một cái chương trình xây dựng một cái viện bảo tàng mà gọi là gọi 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 là mình có gọi, gọi, gọi là state of the art tức là gọi là lớn lắm đó ừ. và họ xây cho một miếng đất cách thành phố hà nội chừng khoảng 20 mươi cây số và cái miếng đất đó rộng lên khoảng gần 400.000 trăm ừ. ngàn mét vuông thì và họ xây một cái khối nhà nó có bốn tầng nổi và một tầng trệt và trong đó họ có bỏ tất cả là khoảng là một trăm năm mươi ngàn cái gọi là hiện vật và tổng phí kinh phí để đầu tư nó tốn đâu là khoảng 2.500 tỷ đồng tiền hồ tức là tương đương với 100 triệu đô la thưa quý vị nó là lớn 100 triệu đô la chúng ta đã ở bên này coi dự trù là xây một cái viện bảo tàng Nó khoảng 18 triệu đô la được. phải không ạ à? Dạ, thì bên đó là 100 triệu đô la và cái viện bảo tàng này là bắt đầu được người ta vào coi là vào đầu tháng 11 này, này. thì ngày chính thức là ngày chủ nhật là họ mở cửa ngày 10 tháng 11 nhưng mà trước đó mấy ngày một số người đến đó xem cái viện bảo tàng đó khoảng ngày 7 tháng, tháng 7 tháng 11 thì họ có chụp một số hình và trong số hình đó thì chúng tôi có thấy cảnh khi họ treo những cái lá cờ Việt Nam cộng hòa tức là cờ vàng ba sọc đỏ treo ở trên tường treo đàng hoàng đàng hoàng nhưng mà sau đó cũng có những bức hình cho thấy rằng là có những thanh niên thanh nữ đứng ở trước cái lá cờ ở Việt Nam cộng hòa, hòa họ đưa tay họ chỉ ra mũi coi như họ gọi là thối wow. rồi có người đưa cái ngón tay dựa lên để làm cái động tác là coi như là chữ thề đó wow. hoặc là đưa hai cánh tay ra để ngừa để treo với nhau coi như là gạch tại bên việt cộng là khi bên việt nam đó là khi nào mà họ chống cái gì của việt nam cộng hòa ngay cả lá cờ thì họ gạch chữ x okay. ừ. hay là những cái tờ báo mà họ không ưa họ gạch chữ x đó thì họ làm những cái động tác đó và qua ngày 10 khi mà đi khai gọi là khách trước đó, tức là mở cửa cho người ta vào, thì, có một số người họ nói tại sao trước chúng tôi thấy là cái lá cờ của việt nam cộng hoài đó treo ở trên tường đàng hoàng đó và sao bây giờ lại không treo nữa mà bây giờ lại bỏ trên bàn xếp lại hai lá cờ đó bỏ ở trên bàn xếp đàng hoàng nhưng mà bên cạnh xếp cái lá cờ đó thì viết một cái bạn là cờ nguy à gọi là cờ nguy nhá nghe chữ cờ nguy là mình thấy là nó là có vấn đề rồi à đó chúng ta không, không lấy làm lại là gì khi mà lá cờ này được treo lên có những cái người thanh niên theo nữ việt nam và đó làm những cái động tác hết sức là vô văn hóa à, làm nhục một cái thể chế khác thể chế khác và sau đó khi người ta hỏi tại sao có một cái câu hỏi tại sao trước thì có treo mà bây giờ là không treo thì họ nói rằng là bị phản đối quá à bị cộng đồng phản đối quá tức là khi treo lá cờ việt nam cộng hòa treo trên bức tường của một cái gọi là bạo tăng viện quân đội bạo tăng viện chiến tranh mà treo lên cái lá cờ đâu lên thì nói là nói như là là không chấp nhận cái đó họ chỉ muốn là bỏ đôi chiếc đất thôi, hay là xếp lại thôi thì chúng ta thấy rằng cái mà cái việc mà mà mà, mà có những cái người Việt Nam mà chụp hình mà đăng lên báo à, với những cái hành động như vậy để chế một chế để mà gọi là làm nhục hay là cố làm xấu một hình ảnh của một cái chế độ trước đây thì cái đó như vậy là nó không phải là cái viện bảo tàng lịch sử này nó không phải là lịch sử nữa đó là cái viện bảo tàng của những cái người mà gọi có những cái đầu óc hết sức là hạt hạng hẹp ở những nước khác sau cái chiến tranh họ làm hòa với nhau chỉ có ở Việt Nam chúng ta sau chiến tranh vẫn còn thù vẫn gọi cái chế độ trước mình là người thắng cuộc thường thường mình phải đưa cái bàn tay ra đưa cành ô liu ra để mà đón nhận cái sự mà gọi là hòa hợp với người ta thế bên này gọi người ta là người rồi lá cờ thì treo xuống, hà xuống, rồi để lá cờ nguy. Sao lại gọi là cờ ngụy, cờ của việt nam còn hoa, chứ không phải là cờ ngụy, nhưng mà chúng cái chế độ này nó bị thua thôi, à. chứ không phải, và trong cái ngày khai trương đó đó, ngày mở cửa đó thì báo chí việt nam họ nói là người dân tới là rất là gọi tự đúng hào hạnh diện về đất nước ta, lịch sự của nước ta là chống pháp rồi chống mỹ này nọ, rồi ngoài, à, ngoài, à, ngoài sân thì họ treo họ bọn rất nhiều máy bay, Máy bay, rồi xe tăng, mà xe tăng đâu của Việt Nam, xe tăng của Liên Xô, à, những chiếc xe tăng, những chiếc máy bay, mít, đài khai vậy. Thì thưa quý vị, họ nói họ rất là hạch diện và báo chí nói rằng là chưa bao giờ mà người dân Việt Nam mà yêu mến cái, 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 cái lịch sử của đất nước mình bằng cách là ngay đầu á, ngày 10 tháng 11 á, họ nói là có đến khoảng là 40.000 40 người giờ, dạ, dạ. đến xem, thưa quý vị đếm xem này là, không có tiền nhé, nhưng mà, miễn phí mà, right. nhưng mà họ nói rằng là, cái số người mà đi coi, đi tới xem cái viện bảo tàng quân sự này đó, là ngang hàng với nước pháp, nước pháp mà cao nhất cũng là bốn mươi ngàn người coi theo chúng tôi, viện bảo tàng chúng tôi mới khai trương bốn mươi ngàn người đi xem, thưa quý vị, nước pháp á, cái viện bảo họ nói rằng là ngang hàng với là cái viện bảo tàng Louvre của pháp, cái viện, viện bảo tàng Louvre ở bên paris ở bên pháp á, họ xây cách đây là khoảng hai trăm ba mươi năm. Và mỗi năm nó có hàng triệu hàng triệu người như chị nói là năm 23 vừa qua thôi là có đến 9 triệu người. 9 triệu lượt người đến vào mặt. Mà trả tiền nha. Còn bên này là họ cho miễn phí. Nhưng mà một số báo chưa nói họ cũng không hài lòng bởi vì có một số người đến xem cái viện bảo tàng này nhưng mà nhạy lên ở trên bàn, Nhạy lên trên những cái chiếc xe tăng, nhảy lên trên những cái đồ vật mà gọi hiện vật mà đáng trân trọng họ nhạy lên trên, họ nhảy lên hoặc là họ đứng lên trên người nói rằng là có một số người là phải cần được giáo dục. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái chế độ của Cộng sản Việt Nam, chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được giáo dục gần hơn nửa thế kỷ nay dưới cái chế độ cộng sản. Thành ra người ta nói rằng á là cái chế độ nào, cái xã hội nào là con người đó. Dạ. Và chúng ta phải thấy rằng cái xã hội của Việt Nam bây giờ dưới dưới thầy cộng sản chúng tôi nó hết người Việt Nam nha người việt nam có những người, bên, bên việt nam có những rất tốt, rất đàng hoàng, rất đáng kính trọng, nhưng mà rất, rất nhiều người là không vô văn hóa. Vâng. phải nói là vô văn hóa. ngay từ cách ăn nói không đã vô văn hóa rồi thằng thử ra, như tôi vừa nói với vũ hà và quý vị ra, cái chế độ xã hội chủ nghĩa nó tạo ra con người, người, người xã hội chủ, chủ nghĩa. Hóa vậy và bây giờ họ chính họ nói rằng là có những người trong xã hội của họ vô văn hóa và cần giáo dục lại. mà vâng. thưa quý vị khó là giáo dục lắm? Yeah. Đừng cùng ngay bởi vì ngay người trên những người lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam đến bây giờ này. Ba 50 năm chấm dứt chiến tranh rồi, họ vẫn còn gọi người miền Nam là người quân người quyền. Mà thưa quý vị, làm sao mà nói là hòa hợp hòa giải dân tộc được? Làm sao mà vẫn cái đạo tràng của họ là địch với ta? đi với ta yeah. thì làm sao mà mình coi nhau là đồng bào được? Đúng khó có chuyện đồng bào họ nói đồng bào họ nói khúc ruột ngang dầm chỉ là đầu môi chót lưỡi để lợi dụng mà thôi họ không có thật lòng đúng rồi. trong thời gian vận động tranh cử tổng thống ở bên mỹ đó anh thì người ta có nói là công ty của donald trump cũng có đầu tư ở bên việt nam vậy họ đầu tư cái gì vậy và ở vùng nào vậy anh vâng thưa quý vị trước cái thời gian bầu cử thì chúng ta vẫn nghe nói rằng ông trump À, sau qua đầu tư bên việt nam thì những cái người mà không thích ông trump á, có vẻ là chống lại cái việc của ông trump qua đầu tư ở việt nam thì đâu có khoảng tháng 8, tháng 9, khoảng thời gian đó thì ông trump cái công ty của ông là công ty gọi là trump organization à, họ có liên hệ với là cái công ty bên việt nam công ty việt nam coi là công ty kín bắc city của doanh nha đằng, th đằng thành tâm đứng đầu thì họ muốn qua đầu tư ở bên Việt Nam và với một số tiền là khoảng 1 tỷ đô la để xây một cái sân gôn à, ông vua ông Trâm là cái nào cũng chơi gôn mà muốn làm bàn với ông muốn chơi với ông làm quen với ông là phải chơi gôn với ông thì hy vọng là sẽ có cái cái, cái tình cảm tốt giữa ông với là cái người đó xây sân gôn xây khách sạn xây khu nghỉ mát gọi là dựng như đó giữa nghỉ dưỡng cũng như là xây những cái những cái, cái cái trung tâm mà những cái trò chơi đó giải trí thì à, giá trị đó thì đại. họ dự trù là khoảng 1 tỷ đô la và à, tháng 9, vừa tháng 9 tháng 10 vừa rồi thì họ đã ký một một bản ghi nhớ, bản ghi nhớ à, ừ. giữa hai bên ừ. thì rõ ràng là như vậy là ông Trump là sẽ có một cái cơ sở nằm ở Việt Nam và điều này nói lên cái sự gì à, cái này có lợi cho hai bên ông Trump là nhà kinh doanh chúng ta không thể nói là nhà kinh doanh mà không đi đầu tư ông đi đồng đầu tư đi đồng có khách sạn mang tên trâm ừ. khi mà đầu tư như vậy thì đương nhiên là kiếm lời và đồng thời cũng có thể gây ảnh hưởng ông trâm có thể gây ảnh hưởng đến việt nam yeah. ừ. khi mà đầu tư như vậy vừa có cái sức mạnh của một chính quyền của một tổng thống vừa là chủ nhân của một cái khách sạn của một cái trung tâm bị mát lớn thì ông trâm sẽ có cái gọi là cái cái, cái ảnh hưởng lên ở trên việt nam, đặc biệt với ông tô lâm, nha. tại vì, thưa quý vị như quý vị có hỏi tôi, hà hỏi mà tôi chưa trả lời, hỏi xây ở đâu đó, thưa quý vị xây ở hưng yên, quê hương của tổng Tổ bí thư tô lâm, quê hương của đại tướng công an à, lương tam quang đó, thành thử ra, khi ông Trâm xây đó, ông làm ăn, ông có thể ảnh hưởng, và đồng thời những người như là tô lâm, thì cũng có thể có dịp À, gặp những cái gì khó khăn đó thì nói nhỏ với là ông Trump. À, yeah. Chẳng hạn như mai mà ông Trump ông cho bắt là phải đánh thuế lên nhiều. À, nói là Việt Nam từ xưa ông cũng đã nói rồi, Việt Nam là cái người mà chưa muốn gian lận người trốn là 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 là, 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 là gian lận là về cái vấn đề mà không có đàng hoàng về vấn đề mà màu dịch giữa hai bên thì có thể sẽ nói nhỏ. Thì như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là cái này có lời cho hai bên và điều đó tốt nghiệp cũng tốt thôi. Tại vì khi mà có một cái đường dây đi liên lạc như vậy mà ông Trump là một cái người nhé phải nói rằng ông là người chống cộng phải không ạ dạ và và chúng sau lưng ông những cái người mà bên, sẽ lên làm việc với ông là những người rất là gọi là hốt tức là những con diều hâu và chống cộng sản thành thử ra tôi nghĩ rằng cái việc mà ông Trump qua làm ăn bên đó thì cũng có lời cho ông và cũng có lời cho à cái tương lai của việt nam là có ông ở bên cạnh ông ở ngay gần hà nội mà hưng yên mà thành thử ra dễ lắm dễ nói chuyện lắm đó. tôi có có cái ý nữa là tôi nói là cái có lời cho hai bên nhưng mà cái cái, cái, cơ sở của ông Trump có thể trở thành là con người thành troi Quý vị có nhớ là con người con người thành troi ở trong cine mà quý vị coi là cái chuyện thần thoại của Hy Lạp thời xa xưa, tức là cái con người đó, cái, cái Trump Organization, cái khu mà nghị mạng, nghị dưỡng đó có thể là trở thành như là con người thành troi tức là nó nằm địa phương nằm ở trong. Đó. Yeah, vậy. Vậy, vậy. <laughs> vậy. Còn về cái chuyến đi Đức ấy, của Bộ trưởng Công an đó anh, Đừng. về cái vụ mà bà Nguyễn Thanh Nhàn đó thì được cái gì không anh? À, thưa quý vị thì à, chúng ta có nói hồi trước đó là vào cái ngày 26, 29 là ông Lương Tâm Quang qua ở bên đó, đưa một phe đồng qua bên đó với tất cách là một bộ trưởng công an qua bên đó gặp những cái giới chức về ngành an ninh à, nội vụ của Đức à, ông đi thì ông đi ngày 26 đến ngày 29 ông về thì báo chí mới đưa tin à, và báo đưa tin thì giống nhau cùng một loạt nói ra là Ông Lương Tam Quang đã có các cuộc hội đàm với Bộ Nội vụ và cơ quan tình báo Đức. Thưa quý vị, thì ông 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 lâm Tam Quang là một Bộ trưởng Công Công an, nhưng mà qua bên đó thì ông đã có gặp được người đứng ăn đồng cấp đó. Ông đi ông gặp những người phó đó, thứ trưởng thôi, chẳng như là ông thứ trưởng Nội vụ là ông Hans Josef Angelke đó. Thì gặp những người đồng mà cấp thấp hơn ở mình nữa thì như vậy thì chỉ là một cái chuyện đi có tính cách là đi dò đường nhiều hơn là đạt được cái mục đích là à, trao đổi bà nguyễn thị thanh nhà với là ông à, trịnh xuân thanh cái việc đó thất bại à. và ông bộ trưởng nội vụ cũng như là những cái người ở trong quan chức của à, bên à, bên đức họ có nói rõ rằng rằng là họ có nói rõ nói thẳng ra rằng là không được à, những cái vụ việc như là vụ bắt cóc trình xuân thanh không được xảy ra ở trên nước đất, ở trên nước đức này tại vì cộng sản hay hăm dọa là sẽ bắt cóc bạn này thì họ nói không được nhé chuyện này không được xảy ra nữa và những chuyện mà nói là ông lâm Tân quang lương Tân quang đi xuất ngoài thì chúng ta cũng nói nhớ đến cái vụ mà ông tô lâm đi xuất ngoài đó khi còn làm bộ trưởng công an đúng rồi cũng là bộ trưởng công xuống ngoài bộ trưởng Công ăn đi qua bên đó đâu có nói chuyện chuyện gì đâu mà qua bên đó đi theo chơi thôi và ăn thịt bò dắt vàng dắt vàng mà và đợi gây ra một cái tiếng xấu cho đến bây giờ không bao giờ không có không bao giờ, giờ, giờ được xóa được rồi. bao nhiêu dạ, được xóa dạ. được dạ. nhưng mà thưa quý vị thế nên bây giờ này quý vị đang 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 đã ở bên Peru là có cái hội nghị APEC thì ông cái người mà đứng đầu nhà nước đó, tức là Đạ. ông chủ tịch nước uh, là, chủ Lương là đó. ông là Lương cường thì ông đi qua bên đó Đạ. để dự cái hội nghị APEC và khi hôm qua bên đó thì một cái ông mà sĩ quan mà gọi của cần ông, về của bác. ông á à, ngày hôm qua vậy là hôm qua vậy là bị bắt bởi vì cái tội gọi là quấy nhiều tình dục với là một nhân viên khách sạn thì nghe nói rằng là ông đòi cái bà đó phải massage cho ông massage chỗ nào không biết nữa nhưng mà à, cái ông mà sĩ quan của ông của ông lương cường nói là không chỉ nói là massage cái đầu thôi trời ơi massage cái đầu làm gì Thành thật ra nó nó rất là phi lý nhưng mà À, nhà cầm quyền của Peru đã chấp nhận cho ông này là có như cảnh cáo thôi, tức là đuổi về nước phải được đuổi về nước và cấm cái ông cảnh sát này, à, cái ông sĩ quan này là hai năm không được qua nước Peru. Thì chúng ta có thấy rằng là một cái người đi theo cần về cho một cuộc một ông tướng, cho một ông chủ tịch nước mà qua bên đó cũng còn giữ cái trò ăn chơi, nữa. tức là cộng sản là vua ăn chơi đấy nha cộng sản là vu ăn chơi và bởi vì họ có tiền. Của những người đóng thuế Ăn từ thằng trên Ăn từ ông trên Cho đến những cái người ở dưới Đó là một cái Đó là một cái việc mà Chúng ta thấy rằng là Đó là cái xã hội Nó tạo nên con người Xã hội của Hồ Chí Minh đó Đạo đức Chúng ta có thể nói Đó là cái đạo đức của Hồ Chí Minh đó. Dạ vâng Còn cái vụ bà Trương Mỹ Lan đó anh Khuất phục có Chịu khuất phục 677.000 tỷ có Khoảng 26 tỷ Mỹ Kim đó có đúng không anh? Có thì mới đây thì ngày hôm qua đúng, đúng ra thì họ xét xử về cái việc mà xin gọi là xin giảm án tử hình của bà bà có xin nộp đơn để xin giảm cái án tử hình nhưng mà bây giờ họ nói thôi để xét lại đã có lập lại hồ sơ xét lại hồ sơ à, tại vì bà có ngỏ ý đó là bà nói là bà sẵn sàng khắc phục bằng cách là bà có tất cả là một tài sản đang thế chấp cho ngân hàng SCB và với cái số tiền như vậy có thể đủ khả năng để khắc phục hậu quả là cái số tiền là khoảng 26 tỷ đô la thì thưa quý vị ở một cái chế độ mà như là Việt Nam khi nào nghe chị khắc phục hết chúng tôi có nói rồi bà này là bị bà, bà bị kết án tự hình cách đây là khoảng 6 tháng nhưng mà bà cũng sẽ chết đâu nó phải để cho bà sống để bà ra dạ, hết tiền trả rồi. lại hết tiền vâng. cho họ đã vâng. 26 tỷ đô phải ở bộ vụ hả thành thử ra vâng. nghe đến khắc phục là chúng tôi nghe có cái, cái, cái tiền bạc cái ở trong cái, đó cái, đó gì, có hối cái hả? gì cái lộ cái cái gì mà nó đến cái hối lộ trong không nhiều thì ít khi mà khắc phục khắc phục như là khắc phục bằng tiền bạc nhé còn về thời sự thế giới đó thì thưa anh anh có thể nói về cái vụ thắng cử của ông trump và những cái hệ lụy của nó sao không anh thưa quý vị là cái việc bầu cử và cái kết quả bầu cử của tổng thống hoa kỳ vào tuần trước là một cái biến cố mà cả thế giới đều theo dõi ngay cả việt nam cũng theo dõi nữa và trong các bài xã luận của TV Trường Sang chúng tôi, chúng tôi thường phê bình cái tính tình bất thường của ông Trump. Ừ. Phải công nhận ông là rất là bất thường. Mà ông cũng không sự sự, sự lịch sự với lại cấp dưới. Xa thải không báo trước. Công khai là mất mất mặt cái những cái cộng sự viên của mình. Đó là cái tính nết của Trump. Nhưng mà Trump có ưu điểm rất tốt đó là cá tính sức mạnh. Ông dám làm. Ông làm ông có sợ ai hết các cố vấn của ông gọi là cố vấn là làm cố vấn ông bộ trưởng là ông bộ trưởng chứ không có quyền mà gọi là, giám gọi là giám sát là theo dõi và cố vấn là yêu cầu tổng thống phải làm thế này tổng thống phải làm thế kia đối với trump không có chuyện đó à. họ cho cố vấn thôi quyết định là của trump thì cái đó là cái tốt bởi vì ông tổng thống phải có cái quyền hầu như là nếu cần quyết định Mạnh là quyết định vâng. không sợ cố vấn và không sợ ai và ngay cả không sợ người ta không bỏ phiếu cho ông nữa, yeah. phải không ạ, thì có cuộc bầu cử vừa rồi mình thấy rồi chứ, và cũng trong các bài xã đường chúng tôi hay nói thế này, vừa nếu mà phải chọn giữa trump với là kamala harris, người ta nên chọn cái ít sâu hơn, và chúng tôi cũng trích cái câu nói của người tây phương bằng tiếng anh, họ nói thế này, là better the devil you know than the devil you don't. tức là nếu mà dịp nôm ra ra tiếng việt á, thì gọi là tham mình chơi với cái con quỷ mà mình biết hơn là cái con quỷ mà mình, mình không biết. biết. có nghĩa rằng là mình chơi với cái người nào, mình làm việc với cái người nào mà mình biết được cái tính họ thì đó là điều tốt. giữa ông Trump phơi bày hết rồi, 4 năm làm cầm quyền phơi bày, 4 năm chống lại cái, cái 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 chính phủ mà 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 thắng ông, chống lại ông Biden thì chúng ta đã thấy được tất cả những cái gì ông phơi bày ra rồi. còn trong cái đó bà Harris, bà là cái người mà người ta không biết nhiều bao nhiêu đó thành thử ra thưa quý vị với cái việc mà ông trump lên làm nhà bộ hạ hội tôi là có hệ lụy như thế nào thì thế này trước hết các nước đồng minh phải tự bảo vệ nhé không còn trông chờ vào mỹ bao che làm cái dù để che nữa như là từ đặc biệt là vấn đề an ninh từ cái thế từ cái thế chiến thứ hai đến bây giờ rồi nato nato phải gia tăng ngân sách quốc phòng lên tối thiểu hai phần trăm ông có nói rồi hồi trước tôi Dùa à nó tốt đó bởi vì họ họ mới trước họ đâu có, có tăng gia tăng quốc phòng đó. nhờ tôi nói tôi Dùa à đó thì họ mới gia tăng quốc phòng lên hai phần trăm nhưng mà cũng còn một số nước chưa gia tăng nhưng mà ông nói tôi muốn tăng lên ba phần trăm và đối với úc ông cũng muốn úc tăng gia tăng chi phí quốc phòng lên ngân sách quốc phòng lên ba phần trăm có nghĩa là úc phải bóc bụng bỏ ra một số tiền là khoảng 25 tỷ Úc kim nữa để mà cho quốc phòng mà tôi nghĩ là đúng rồi mình phải tự bảo vệ okay. mình phải gia tăng quốc phòng bớt mấy cái chi phí khác đi để vô quốc phòng để bảo vệ đất nước của mình và ukraine thì phải chấp nhận mỹ làm trung gian có nghĩa là phải chấp nhận ký hợp ước hòa bình mà trong đó có thể phải chấp nhận là mất những cái phần đất mà đã bị mà đã... à, bà bị vâng. nga chiếm thế như vậy chứ có những người họ nói như vậy thì hóa ra là mình chấp nhận là mai mốt ừ. là putin hay bất cứ ông cộng sản nào mà muốn chiếm nước nào thì mình phải chấp nhận như vậy một cái tiền lệ như vậy không nhưng mà cái vấn đề là họ cũng mệt mỏi rồi mỹ cũng mệt mỏi với hơn gần 3 năm chiến tranh mà không đi đâu hết thành thử ra có lẽ là phải chấp nhận mặc dù ông Trump nói rằng tôi mới lên làm tổng thống trong vòng 24 giờ đồng hồ là giải quyết xong cái vụ nga với ukraine ngay đó cái lối nói Trump là nói như vậy đó nhưng mà nó sẽ đi sẽ từ từ là phải chấp nhận thì nhưng mà chúng tôi thấy rằng là đặc biệt là nước do thái là để được coi lời Trump support do thái 100% Đài Loan với Úc thì đôi khi Trump nói thế này nói thế kia nhưng mà rồi cuối cùng á cũng à, Trump cũng phải chơi với Úc với Đài Loan bởi vì có lợi cho Hoa Kỳ về lên nó cái vùng chiến lược mà. Rạ. À, thưa quý vị, bữa trước giờ chúng ta có nghe nói nhiều về đồ loại là người này sẽ, Trump sẽ cho người này làm bộ trưởng ngoại giao, người kia làm bộ trưởng quốc phòng này nói nhưng mà cho đến bây giờ thì chúng ta chỉ biết rằng là cái đến mấy ngày là cái bà Suzy là cái bà này làm giám đốc chiến trình tranh cử của ông được làm ông chỉ định làm tránh văn phòng đây là người đàn bà đầu tiên được làm tránh văn phòng của tòa bạch ốc người thứ hai là dân biểu Elizabeth Stephanie thì bà này là được làm đại sứ ở liên hợp quốc bà này một người rất là ủng hộ do thái ừ. và chống palestine ừ. và cái người mà có cái vai trò lớn nhất của chính phủ trump là elon musk à, ông elon musk sẽ làm đứng đầu cái bộ gọi là bộ hiệu quả của chính phủ để mà giải quyết cái vấn đề cắt bớt các cái ngân sách mà về, về, về gọi là hành chắn tức là giảm bớt những cái hành chánh và thưa quý vị cái, cái nhà đầu tư bất động sản và cũng người mà chơi golf của ông Trump là ông Steve Wickoff sẽ được làm đặc phái viên của ông Trump tại Trung Đông. Rồi bà thống đốc Christine Neom bà sẽ được đứng đầu bộ an ninh nội địa. Bà này bà cứng rắn một đề mà chống mấy người mà di dân lầu đó. Rồi người dẫn chương trình đặc biệt thưa quý vị, người dẫn chương trình của đài truyền Fox News ông này một cử, chứng minh tướng đánh trận ở iraq và afghan ông được chọn làm bộ trưởng quốc phòng trước đây người ta nghĩ rằng là sẽ giao cho một tướng nào đó nhưng mà bây giờ không phải giao cho ông này một cái ông làm đài truyền hình nhé phát ngôn viên đài truyền hình mới được làm bộ trưởng quốc phòng à, mà ông này là tác giả cuốn sách là The War on Warrior Behind the Betrayal of the Man Who Keep Al Al Alive uh, Free thì đây là cái, cái tác giả họ viết một, uh, nói là những cái um, chiến tranh mà trong đó những cái người mà bảo vệ chúng ta bị phạm bội thì ông Trump sẽ đưa ông này làm bộ trưởng à, quốc phòng rồi cái ông John Radcliffe cựu giám đốc tình báo quốc gia sẽ trở thành giám đốc mới của CIA và thưa quý vị còn về bộ trưởng ngoại giao thì thế nào thì đến bây giờ người trước đó người ta nói là có thể là ông tướng này ông tướng nọ nhiều người lắm nhưng mà bây giờ chúng ta được biết bộ trưởng ngoại giao rất có thể mấy bữa nay người ta nói là ông Marco Rubio ông này thường nghị sĩ ở Florida ông này là một người gốc quý bà một người chống cộng kịch liệt và ông này cũng từng là một người vào năm 2016 ra tranh cử với ông Donald Trump và nói những cái lời rất là tệ hại đối với ông Trump gọi là như gọi là con artist tức là một tay mà dối trá những cái từ rất là tệ hại với ông Trump nhưng mà người ta nói ông Trump sẽ cho sẽ nhờ cho ông này làm bộ trưởng uh, ngoại giao mà nếu Rubio uh, Marco Rubio làm bộ trưởng ngoại giao thì rất có lợi cho uh, nước úc và cho thế giới bởi vì ông này một người chống cộng rất là kịch liệt chống cộng rất là dị dạng người quý ba mà gốc quý ba mà à, và cuối cùng là thời sự của nước úc thì uh, xin anh nói về cái những cái chuyện mà xảy ra ở nước úc trong tuần vừa qua anh thưa quý vị và trong tuần này vào uh, ngày thứ hai đầu tuần là cái ngày gọi là ngày đình chiến 11 tháng 11 là chấm dứt chương đề đề nhất thế chiến. Thì uh, nước úc đã truy tặng huy chương VC cao quý nhất của quân đội cho một cô binh sĩ, cô binh nhì Richard đời 19 tuổi. Cái ông Noel 19 tuổi này vào năm 1968 khi phục vụ tại miền nam Việt Nam, ông đã anh dũng và đã cứu một tiểu đội trưởng uh, bị thương nặng cứu và đồng thời uh, lấy xác lại và thu hồi là xác của đồng đội mình bị bắn chết, bị cờ Việt Cộng bắn chết và đồng thời ông đã dùng cái súng bạo của Việt Cộng ông bắn chết một ông Việt Cộng à, thì cái việc nó xảy ra là cách đây là 56 năm rồi thì ông này sau khi ông về Úc thì ông dạy ngụ và ông đi vào ngành cảnh sát thì 4 năm sau ông bị tai nạn xe rồi chết khi đang thi hành công vụ thì đến bây giờ sau 56 năm thì chính phủ Úc gồm luôn cả toàn quyền uh, thủ tướng tất cả đều đồng ý là để cho ông này truy tặng cho ông này truy tặng cái bẫy ông chết rồi cái yeah. cái 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 gọi huấn chương cao quý nhất của nước người ta nói rằng là hình như là có đâu cho đến bây giờ chỉ có 100 người khoảng trăm người được cái huy chương VC này VC này không phải là Việt Cộng đấy nhé thưa quý vị VC gọi là Victoria Cross huy chương quân sự cao quý nhất ai mà được cái này là rất là gọi là, là hạnh diện thì riêng ở Việt Nam chiến trường Việt Nam thì có 5 binh sĩ Úc đã được cái, cái huy chương VC này và ông này là cái người thứ năm nhưng mà ông được khi ông đã chết rồi tôi gọi là truy tặng thôi thì đó là cái việc thứ nhất vào cái ngày ngày hữu chiến ngày 11 tháng 11 vừa qua và thưa quý vị thì cũng nói trong tuần qua họ hỏi tôi thì là trong tuần qua thì có cuộc thăm dòng dư luận của báo The Australian và họ cho thấy rằng là ông Peter Dutton đang trên đà đi lên bởi vì giữa hai đảng liên minh với là lao động thì bên liên minh được 51% trong khi lao động chỉ được 49% năm mà thôi. Tuy vậy, liên minh với cái mức độ này vẫn chưa đủ sức để thành lập chính phủ được. Chính phủ mà gọi là đa số đó. Và với lao động mà với tình hình như thế này thì lao động nếu trở lại cầm quyền vào đầu năm tới thì bắt buộc phải liên minh với là những cái độc lập hay với đảng xanh tức là lập thành lập chính phủ à, chính phủ thiểu số thì đó là cái kết quả thăm dò dư luận và đồng thời cá nhân của ông à, Peter Dutton thì cũng được lên ông này hồi xưa là đứng mình nếu mà gọi là ai được làm thủ tướng mà yêu thích nhất đó, thì ông ông bà, à, Albany luôn luôn đứng đầu dẫn đầu rất xa nhưng mà đây là lần đầu tiên mà ông à, Dutton trong từ cái ngày mà cầm um, đi lên làm thủ lệnh đến bây giờ thì ông được cái số ủng hộ và ưa thích ông làm thủ tướng cao lên thành thử ra cái cuộc bầu cử sắp tới vào năm tới vào mà bởi vì thưa quý vị là vào tháng 5 là cái hàng chót phải bầu cử thành thử ra rất có thể sẽ có bầu cử liên bang vào đôi giữa khoảng tháng 3 Vâng. Còn về cái việc mà cộng đồng ghi quỹ cho bệnh viện phút Rầy mới đó anh đến đâu rồi ạ Thưa quý vị như quý vị đã biết ở trong những cái tháng qua là cộng đồng người Việt ở nước Úc này ở tiểu bang Victoria này đã có những cái hoạt động gọi là gây quỹ để giúp cho cái bệnh viện phút quay mới gọi là The New Footscray Hospital thì cái bệnh viện này họ phải tốn đấu khoảng cái chi phí khoảng 1 tỷ năm để xây cái bệnh viện này và dự trù vào cuối năm 2025 là năm tới sẽ xong thì cộng đồng Việt Nam thì trong mấy tháng qua đã có những cái cuộc vận động để mà gây quỹ thì có sự hợp tác giữa chùa Quang Minh vậy là những cái người mà làm việc với chủ công minh vậy là cộng đồng người việt tự do ở từ bang victoria thì vào tháng 8 vừa rồi thì họ đã gây cộng đồng người việt tự do victoria đã gây được khoảng 100 trăm ngàn đô la trong một bữa tiệc rồi một số người họ gửi tiền đến để mà tặng tặng cho cái, cái bệnh, viện bệnh, viện cho cái uh, western health là khoảng 140 trăm ngàn và vào ngày thứ sáu vừa rồi thì qua cái cuộc tổ chức mà già tiệc của chùa quang minh thì tổng cộng lại cái số tiền đến bây giờ là 531 000 Kim mà trước đó thì khi bắt đầu cái chương trình này thì là ông bác sĩ uh, à, Phúc Phạm Phúc, Phúc nhân nói rằng là hy vọng tới 500.000 đô la. Tôi cũng nói với ông là không biết có tới nữa ông nói tới nhưng mà thưa quý vị bây giờ không những là tới mà đã vượt cái, cái 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 mục tiêu đầu tiên là 500 500.000 đô la thì bây giờ cộng đồng Việt Nam đã cho đến là 531.000 đô la và cái cuộc mà gọi là vận động vẫn con tiếp diễn quý vị có thể gửi tiền đến cho các tổ chức mà trách nhiệm với cái này hay là gửi thẳng vô trong ngân hàng và khi cái, cái số tiền mà tổng cộng lại sẽ đưa cho bệnh viện Fusway vào cái hồi chợ Tết vào năm tới vào khoảng tháng 2 hội chợ Tết sẽ đưa cái, cái số quả, tiền à, kết, kết quả số... đó cho bệnh viện dạ, đó là vâng. một cái thức để à, như là cái ban tổ chức có nói để cộng đồng biết ơn đối với đất nước Úc đã mở rộng vòng tay để đón người tị nạn vào nước Úc này và bây giờ người tị nạn đã có một cái con số rất là đông. Đặc biệt ở tiểu bang Victoria này người Việt Nam là có dân số đông hàng thứ năm ở tiểu bang Victoria. Này. À, thưa quý vị chương trình thời sự trong tuần đến đây chúng tôi Vũ Hà và anh Nguyễn Hồng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ tới. Chào quý vị dòng máu chảy từ trong đời, dòng máu chảy từ trong tim lửa ôn hận đã tràn tuôn tới căm hận muốn chờ dòng máu chảy từ trong mẹ dòng máu chảy từ trong anh và trong chỉ là từng màu, giọt máu giọt máu anh em Xuân dòng máu chảy kia sông dài từ biên rộng đồi non cao bay chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dê dòng máu chảy này phố thị dồn tiếng cười làng con ơi làm tim mình vương vương dòng máu dòng máu Việt Nam Sao? dòng mâu trời đi kia sông dài từ biển rộng ngồi non cao mây chim là từng đàn vông